xong rồi anh mơ. Một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan, anh ngồi xem đã tan, đã tan, xem thời gian nó trôi, nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nào? Chở che vâng thưa
để nguyện làm người cầm hố khi mưa già dí. Nhưng nếu tôi phải hy sinh cho chữ tình, chắc tôi thả đi cứu lấy mình. Nào không vô tâm chỉ là điều đành lặng câm. Baby tôi chả biết hey. Nhưng em có chắc không khi người ta đã từ chối em, bám theo và người ta sẽ lừa dối em. Cho tới khi nào em mới khắc ghi vào và tình yêu ra khác vì bao. Em có chắc không tìm cho đúng cho đã hơn nhưng họ sẽ lấy mời của em. Nếu anh ta vô hại, nếu em không thơ dài, tôi vẫn sẽ hỏi lại điều em có chắc không. Tình yêu với khác vì bà em có chắc không tìm ai với đủ tới em, đừng nên giang tay cho người chỉ mới